nhận định bóng đá Croatia với Ma 22 giờ ngày 17 tháng 12. Dù để thua Pháp với tỷ số 0-2 ở trận bán kết xong các cầu thủ Ma có thể ngẩng cao đầu và xứng đáng với những lời khen ngợi. Nên nhớ, đại diện của châu Phi đang là một trong những đội bóng có phong độ ổn định nhất tại World Cup 2022. Trước khi để thua đương kim vô địch Pháp, thay trò huấn luyện viên Rick Ra gửi đã có chuỗi phong độ bất bại. Trong đó, họ lần lượt đánh bại Bỉ, Canada và còn lại là trận hòa trước Croatia tại vòng bảng. Sau đó đội bóng Bắc Phi liên tiếp gây bất ngờ khi đánh bại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở các vòng 1/8 và tứ kết. Ngay cả trận thua 0-2 trước Pháp ở vòng bán kết, Ma Dốc là đội bóng thi đấu tốt khi cầm bóng tới 60% và số lần dứt điểm nguy hiểm không hề thua kém, cùng có hai lần dứt trúng khung thành. Tuy nhiên, do thiếu chút ít may mắn và thua kém về bản lĩnh, Ma Dốc ngậm ngùi nhường vé chung kết cho đối thủ. Ma Dốc có trận tái đấu Croatia ở trận tranh giải ba và họ tự tin sẽ giành chiến thắng. Nên nhớ Croatia không phải tập thể quá đáng sợ khi họ mới chỉ thắng đúng một lần sau 6 trận đã đá, đá tại World Cup 2022 tính trong 90 phút chính thức. Croatia đã thắng cả 4 lượt luân lưu tại World Cup, lần lượt loại Nhật Bản và Brazil ở vòng 16 đội và tứ kết năm 2022. Quốc gia duy nhất thắng nhiều loạt sút luân lưu hơn là Argentina, 5. Maroc bất bại trong 6 trận gần nhất tại World Cup. Cũng trong thời gian đó, họ chưa từng để đối phương chọc thùng lưới bàn thua duy nhất đến từ pha phản lưới nhà của Aword trong trận gặp Canada. Ba trận thắng gần nhất của Maroc đều có cách biệt tối thiểu. Cả Croatia và Maroc đều đã có một hành trình ấn tượng tại World Cup 2022. Đương kim Á quân Croatia vẫn thể hiện được sự già dơ, lì lợm để góp mặt tại bán kết cũng sau hai trận kéo dài 120 phút và suốt luân lưu. Trong khi đó, Maroc thực sự là hiện tượng tại giải đấu năm nay. Hakim Ziyech và các đồng đội làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup. Dẫu vậy, trước nhà đương kim vô địch Pháp quá mạnh, Maroc đã không thể tiếp tục câu chuyện thần tiên. Ở vòng bảng, Croatia và Maroc đã hòa nhau 0-0. Đây chính là bất ngờ lớn khi đội tuyển châu Phi có thể giành điểm trước đương kim á quân, dù bị đánh giá thấp hơn nhiều. Trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi Croatia sẽ dành sự đề phòng nhiều hơn cho Maroc. Với những nhân tố chất lượng hơn Luca Modric và đồng đội có khả năng giành phân thắng. Theo các chuyên gia, nhiều khả năng Croatia với Maroc sẽ là trận cầu nhiều bàn thắng khi cả hai dù muốn vị trí thứ ba nhưng cũng muốn chơi thêm một trận đấu để đời.